Em đi ở Tân Gia nhà người khác ấy, bảo À. là cái thiết kế của anh thì cũng rất là hay. Cả cái số của em chỉ có thiết kế của anh thì xây được cái bếp lò, đây là cả số cho ai có. À. Vâng. Bảo cô làm đi, chú lên làm cái kia cho nó xong đi. Vâng. Này bảo cô ra làm thôi, vừa Vâng. hướng dẫn cho vợ ấy. Ồ, hay là lại sợ vợ mắng. Vâng. Hả? Đấy. Cô không làm à? Có làm không? Con không làm đâu rồi. Sao lại không làm? Nó cũng biết làm. Cái này mà không biết làm á? Các bác thân mến, hiện tại thì Cao Nguyên Đá đang ở nhà các bác ạ. Ở ngay phía trước mặt ở đây thì Cao Nguyên Đá có mật ong hoa bạc hà này các bác này. Mật ong hoa bạc hà thì bây giờ đang vào thời điểm là vào vụ rồi các bác nhé. Nhưng mà mật thì còn, hoa thì cũng đã hết rồi. Đây mật ong hoa bạc hà, còn đây là mật ong rừng. Các bác khi mua 2 lít mật ong rừng thì sẽ được tặng nửa lít. Quả óc chó thì là 120.000 một cân, óc chó Việt Nam các bác ạ. Trên tay của Cao Nguyên Đá thì là sản phẩm, đây là măng nứa tép của Điện Biên. Măng này thì có phần lá rất là nhiều, măng mỏng ăn giòn. Cái màu nó xỉn xỉn thế thôi các bác, nhưng mà không phải là nó bị hỏng đâu. Màu xỉn xỉn này là màu của bà con phơi nắng này, không có hóa chất này. Ngoài ra nữa thì Cao Nguyên Đá cũng có những cái mặt hàng dao. Con dao này là con dao thái bản nhỏ, thái bản to, dao chặt gà và dao chặt xương. Nhà các bác nào có mà dùng ấy thì mình có thể sử dụng con dao dựa này, vừa để chặt xương để chặt cây được. Con dao này được thiết kế ấy, như mình thấy thì như chỉ có mỗi ở trên kênh mình bán thôi, bởi vì cái này cũng là trong sử dụng trong cái nông cụ để sản xuất đó. Cái độ và cái lực của con dao này cũng rất là tốt này. Tết rồi, các bác có muốn mua dao để chuẩn bị ăn Tết, chặt thịt gà thái thịt thì liên hệ với cháu các bác nhé. Ngay bên này thì qua người ta có hoa đu đủ khô, đây lấy của bà con này, lấy một túi lớn như thế này mà mới có được có 5 cân 6 cân thôi các bác ạ. Hoa đu đủ khô thì rất tốt cho những cái việc là chữa đau dung dạ dày này, đại tràng này, chữa ho này, cũng như là bệnh nhân bị các bác mắc chứng bệnh bị tiểu đường, huyết áp cao, mình có thể sử dụng cái hoa đu đủ này để uống hàng ngày thay trà. Ngoài ra nữa thì còn một cái sản phẩm rất là đặc biệt, đó là hạt bí các bác ạ. Đây hạt bí của dân. Năm nay thì thấy bà con bảo là bí cũng sẽ không trồng được nhiều đâu. Chỗ này thì chắc có khoảng tầm 5-6 cân như đấy, mình cũng không nhớ. Để lấy của bà con ra này, các bác này gom bao nhiêu nhà mới được bằng này. Hạt bí thì nó sẽ không được mẫu mã đẹp cho lắm, nhưng mà mình đảm bảo đây là hạt bí của bà con này, 100% hạt bí rất sạch. Có những cái hạt nó lép thì mong các bác thông cảm nhé. Khi các bác mà mua về thì giúp là Cao Nguyên Đá là lựa ra, bởi vì là con trai ấy, nhiều khi là mình cũng không biết là phải sàng sẩy nó như thế nào các bác ạ. Nhưng mà đây là những cái sản phẩm cực kỳ là sạch và đảm bảo và uy tín của bà con ở trên vùng cao. Ngoài ra nữa thì bây giờ là mùa đông rồi, cũng cái thời điểm mà là mưa phùn lại rất là nhiều. Các bác có thể là mua cho mình những cái lọ hoa đu đủ ngâm mật ong. Ở đây thì là cái lọ Cao Nguyên Đá ngâm rồi. Lọ này là 750 ml các bác. Đây, thì Cao Nguyên Đá ngâm cũng đã rất là lâu rồi. Mọi người nhìn thấy cái màu mật nó cũng đã chuyển đến rồi. Cái này chữa đau đại tràng, dạ dày này, ho cực kỳ là tốt. Mình dùng cho trẻ em trên 3 tuổi và không dùng cho phụ nữ mang thai. Khi các bác dùng ấy, các bác sẽ sử dụng là cả hoa và cả mật, là mình sẽ hòa ra cốc nước ấm và mình ăn cả hoa nhé. Không thì mọi người có thể là xúc trực tiếp mật và hoa ăn. Sau đó là mình sẽ uống thêm một chút nước lọc nữa. Thực ra thì sắp đến Tết rồi, cũng muốn là các bác là ủng hộ cho anh em mà trong team những cái mặt hàng mà đang bán ở trên kênh, để cho giúp bà con cũng như là tiêu thụ những cái sản phẩm, cũng như là anh em có thể là có một cái Tết nó tươm tất hơn. Ở đây thì những cái sản phẩm này Cao Nguyên Đá cũng đã bán được 4 4 năm rồi. Thế nên là có những các bác đã dùng rồi, mua rồi thì các bác cũng cho Cao Nguyên Đá là xin cái phản hồi xuống phía dưới, cũng như là các bác nào còn chưa đủ tin tưởng hay là còn đang thắc mắc và đang có nhu cầu muốn mua thì có liên hệ qua, có thể liên hệ cho Cao Nguyên Đá qua số điện thoại phía dưới. Bây giờ là đến giờ ăn cơm, nói là nhịu hết con mồm rồi các bác ạ. Mấy ngày hôm nay ở trên này thì nó mưa. Đây cứ tầm tầm tối nay là mưa này, cũng không biết là mai trời nó có hửng lên không.
Còn những công việc ở trên kênh ấy thì Cao Nguyên Đá cũng có đang làm, các bác cũng theo dõi video để biết được. Các bác thân mến, chào mừng các bác đã đến với nội dung tiếp theo kênh Cao Nguyên Đá. Hiện tại thì mình đang có mặt trong nhà em Gia. Sau hơn 2 hôm mưa thì anh em hôm nay mới tiếp tục ghép được cái cốt pha này đổ nhà tắm các bạn. Hôm trước nó mưa quá. Ăn cơm trưa xong là anh em thợ cũng nghỉ đi về luôn. Sau những ngày mưa thì hôm nay công việc cũng đã tiếp tục rồi. Chào hai anh em nhá. Chào chú. Có hạt mưa rồi. Đây mình có chở một bao quà rồi các bạn, chắc lại phải gửi trong nhà riêng. Chào Mai nhá. Ở nhà hết nước rồi, bây giờ phải đi sang dùng chung nước nha bà Tùng nha mọi người này. Di ở nhà không Mai? À, đang ở trong nhà. Sáng nó hừng hừng một tí nhưng mà bây giờ nó lại mưa rồi. Chả làm được việc gì cả. Đây tất cả mọi thứ nó vẫn đang y nguyên, chưa làm được cái gì. Có cái khu vực bếp này chú Gia chú giải quyết xong rồi thì sẽ nói với em là sẽ vứt thêm đá để đập cho nó cái bếp còn cao hơn các bác ạ, giống như hôm trước mình đã chia sẻ rồi. Ra cơm mình vâng, chào anh nhé. Dì ơi. Vừa đi lấy cỏ về à? Vừa vợ chồng ấy đi lấy cỏ về anh. Mưa. Mưa. Cỏ tươi đã nặng rồi, nó còn thêm nước nữa nhỉ? Vâng, vâng. Vâng, em chào anh nhé. Mấy anh em đang đến chơi à? Đây là ông Duy Giang của bộ. Em chào bác. Em chào bác à? Bác chào em. Em chào bác. Hôm nay... Thông gia của bố á? Bố đâu? Hôm nay nó lấy cỏ hơi là... À, sắp tết rồi. À đây ông này này, ông đang đun bếp. Nó tươi thở. Nhắn kiểu chị Thoa. Chị Thoan. Vâng. Chị Thoan đó. Thoan hay Thoa. Vâng. Hôm qua lúc anh gọi cho em ấy bảo cái đường đi ra bếp với là anh em thợ là hộ đập hết à hay là như nào? Giờ anh em thợ bảo là cái đấy là nó hèn rồi. Cho lúc lắp nè thì họ nhau đập đấy. Sao ok. Vâng. Thì tính toán đi xong lấy đá lấp cái này đi. À dưới này. Xây cái này đi, anh chỉ cho. Bây giờ cái trường hợp mà mình không đổi được đất ở dưới đúng không? Không mua vâng. Người ta không bán đúng không? Vâng. Phải không nào? Vâng, đúng rồi anh ạ. Chắc chắn là người ta không bán. Không đồng ý. Không đồng ý đúng không? Vâng. Thế đây đi xuống anh chỉ cái này nhá. Thì vâng. Có cách làm này này. Đây các bác này, đây trước đứng ở bên kia chỉ nó xa quá. Đây, tôi bảo chú Gia là xem cố gắng đổi hay là mua là cái nguyên cái chỗ đá này rồi cho các bác nhá.
Cái này một năm chắc nó trồng chắc cả khoảng tầm một gốc, hai gốc, ba gốc, bốn, năm, sáu, nó chắc khoảng tầm được 10, hơn chục gốc ngô. 14, 15. Đấy. Vâng. Thế mà hỏi mua thì người ta không bán. Mình bảo riêng là đổi một cái đất ở phía dưới kia kìa. Nó rộng gấp đôi cái này, đổi cho người ta. Mày bảo nhiều lần rồi, bảo đổ, lấy đất đổ ấy. Mà đất dưới kia là đất cày được ấy các bác ạ. Đất rất là tốt đấy. Để đổi chỉ lấy đúng cái chỗ đá này thôi. Thế này đất nó cả ở sau thì cả đất nó cả sau tốt. Cả tốt đấy. Đúng rồi. Chỗ dưới kia là đất tốt, đất thung lũng mà. Vâng. Mưa tất cả những phù sa nó sẽ chảy xuống dưới đấy. Về cái thứ hai quan trọng nhất là cái đất đấy nó cày được, nó không có đá, nó rất là ít đá. Gia đình nó cũng đã dọn bao nhiêu năm nay làm nương là cũng dọn sạch cái đất thịt thôi. Đây này, muốn lấy cái này là để làm cái hố phân. Chuồng thì làm ở trên này. Khi mình bỏ cái phân chuồng nó xuống phía dưới này thì không bao giờ nó bị hôi, mất vệ sinh cả các bạn. Đấy. Nhưng mà bây giờ nếu như không được thì có phương án như này. Đây, em đi ra đây anh chỉ à. Đây nhá, không được ấy thì cái phương án là như thế này. Tính từ cái mép em đang xây này, ra đây này, em để cho anh 1 mét. Để 1 mét á? À, để 1 mét. 1 mét, 1 mét 2. Không đến tầm chân anh này, chỗ này. Được. Mình lại xây thêm một cái kè ở đây nhá. Xong đó là chuồng mình xây ở trên này, phân mình hất sang bên cạnh này. Hiểu không? À, có những cái lỗ bên này, mình lỗ cái hủm bên này. Lấy phân ra để bên này. Lấy phân ra bên này. Xong chuồng nó sẽ xây hai gian, ba gian này ở bên này. Cẩn thận nhá, không là rơi oạch phát xuống. Đấy. Bên dưới nó sao ấy? Chuồng xây một phát ra bên đây. Vâng. Xong lại bên này lại để một cái hố phân ở đây nữa. Vâng. Thì để lúc mình dọn mình dễ. Xúc phân ở đây. Bên kia cái chuồng bên kia xúc sang bên kia. Bên nào tiện bên nào thì cứ xúc bên đấy. Thì chỗ nào nó rộng thì mình xây nó rộng, chỗ nào hẹp thì mình xây hẹp đấy. Đấy, thì để trên này nó có trên này được làm lối đi 1m2. Không phải đi qua. Trong kia thì là lối đi 1m2 đi ra ngoài 1m2. Vâng. Bên này thì mình sẽ xây cái ví dụ 3 gian nhé, đúng không? Vâng, 4 gian đó, cái chuồng bên ngoài mình sẽ xây hẹp hơn. Vâng. Như chuồng này chuồng nuôi dê. Vâng, vâng. Thì mình sẽ xây nó thụt vào một tí. Vâng. Đấy. Vâng. Chứ mà bây giờ vấn đề là bây giờ là phải xây thành ngăn xong về cho đá vào lớp đã. Vâng. Đá trên kia chắc là đủ lớp một ngăn thôi anh ạ. Thế thì quan trọng là bây giờ là em bảo em gì em biết làm xây, anh em thợ đã không nhận đủ nắp bể rồi, đúng không? Chú có hôm trước em mở cái máy chỗ với của nó. Thì chú cũng về rồi. Chú bảo là cái nắp bể đấy thì chú ra hộ thôi. Nhiều hôm nay nó mưa, vừa tại mưa ấy, một có thì chắc là mai ấy. Thế mai ra hộ nhá. Vâng vâng. Chú bảo là cắt xác để bể đay ấy. Về đấy thì chú ra là hộ thôi. Cái gốt pha nữa. Vâng, nghĩa là như thế này. Bây giờ ấy, nếu như mình mà làm ấy, mình đổ nhà tắm này, mình đổ được nắp bể nước luôn này, mình đổ nền nhà này. Thì hôm đấy là mình nhờ đông người, mà đông ví dụ thợ là có 9 người rồi, đúng không? Vâng. Em nhờ thêm 5 người nữa. 5 người nữa phụ. Thì em tính là bây giờ lát này nhà có máy trộn vữa rồi thì cứ tính là một ngày 2 mâm là đủ rồi. Một ngày 2 mâm à? Ừ, 2 mâm. Ừ, thì 2 mâm này đội thợ 20 người nữa. Tính cả gia đình nữa mà. Ừ. Để những cái hôm đấy thì anh sẽ mua thức ăn từ ngoài và em đỡ phải đi ra. Vâng vâng. Nhưng mà bây giờ vấn đề là mình phải xây được ngăn cái này ra đã. Ngăn cái này ra xong mình đổ đá. Vâng. Có nghĩa là mình ngăn đây một phát này. Xong là mình làm chỗ này để phân này, xong cái chỗ anh vừa chỉ cho em ấy, ngăn chỗ kia xong mình lấp một phát. Vâng. Ra ngoài này. Thì mình có nghĩa là như thế này, bây giờ gạch tiếc rồi nó cũng còn đang còn mà trường hợp ví dụ mà mình cứ xây cái chuồng lên, nếu trường hợp nó thiếu thì mình còn gọi được. Vâng. Em mà dọn được cái chuồng đi đúng không, xây được cái chuồng, dọn chuồng ở trên kia xuống. Vâng, mình lấy hết phân ra, lấy hết phân xuống đây. Vâng vâng. Em chào chị Tùng nhá. Lấy hết phân ra xong bắt đầu cái sân kia mình đập, mình làm cho nó sạch sẽ đi. Bà thì mấy hôm nay cũng ra hộ nhiều nhưng mà đứa cháu của bà bị tai nạn thì đau tay quá đúng không? Đau tay quá lo cho đứa cháu thì cũng vừa đi tỉ thuốc nam về. Đấy. Trên này đồng hao của bà. Đang mà thuốc nam ra để bố cho đứa tay của đứa cháu. Bà đã chuẩn bị cơ cho nhà. Cơ bên nhà chị Tùng á? Vâng. Tí nữa chú này sang chị Tùng ăn cơ. Vâng đúng rồi. Em có đi không? Vừa bảo bác gạt.
Chắc là chưa xong. Đi bắt gà, bảo em đi bắt gà. Vâng. Bắt là sớm rồi. Nhưng mà chắc là chưa xong. Đấy, mình mà làm một phân thì mình cứ làm đúng từ cái mép đá to ra ngoài, đỡ phải xây nhiều. Vâng. Cái này cái năm mép đá làm nền của cái chuồng luôn. Sao nó còn chắc đấy. Chắc. Vâng. Đây tính từ chỗ này xây tường thì sẽ cái mép ngoài nằm ở trên này. Ừ, cái mép ngoài vào. Ừ, cứ thụt vào 5 phân thôi, xây cho nó đảm bảo. Đấy. Với cả vào xem của hôm trước em đi mua cho chú lúa có những cái gì. Mình em ấy, bản thân em đi mua chú lúa những cái gì làm nhà chú lúa. Xong đi vào lấy ra cho anh xem để ghi để anh sang nhà chú lúa xem nhà làm bếp đến đâu rồi. Còn để tổng hợp xong còn công khai tài chính này, trả tiền em, công thợ với cả tiền vật liệu. Bên nhà chú lúa thì vào cái gì ấy, em cũng ghi hết trong sổ anh ạ. Không, có nghĩa là anh biết là vào cái gì thì ghi rồi, nhưng cái gì mà bản thân em đi mua như kiểu đinh này, đinh, dây thép này. Đinh, thép ly, thép to. Ờ, đấy, đấy. Vâng. Để cái gì mà em mua ấy, vâng, thì mang hết ra đây. Vâng. Bên này là của nhà em, của bên này. Đấy. Đây, của chú lúa đây. Vâng, vâng, nhà chú lúa. Ghi chữ đẹp phết các bạn. Một túi đinh bê tông 50.000, 1 kg đinh 5 phân 30.000. Chú ria nợ 2 kg thép ly 60.000. Ria mua thép ly 1 kg 30.000, ria trả trước. Đấy. Nhà chú lúa. Rồi. Phi sắt. Phi sắt các thứ này, phi sắt 10. 12 cây, phi sắt 12 cây. Xi măng Mark 30, 40 bao. Vật vật em ghi là vật ép cơ mà. Đáng yêu nhỉ. Cái đấy không phải, cái đấy là bà nó ghi đấy. À, bằng à. Vâng. À, chí tấm, bằng thì nói ngọng. Vâng. À, sắt 6 là 40 cân. Thứ 2. Ờ. Thứ 2 ngày 1 tháng 1. Thứ 2 ngày 1 tháng 1. Ria đi nợ. Ria đi nợ 5 cân đinh 15. Nhân với 30.000 bằng 150.000. 2 kg thép to bằng 60.000. Ngày mùng 3 tháng 1 bên nhà chú lúa vào 30 bao xi, tấm lợp là 100 tấm, úp nóc là 12 cái. Thì cái buổi sáng hôm lợp mái là em đi lấy đinh đi đúng không? Vâng, đúng rồi, 5 cân đấy. 5 cân à? Đinh 15. Thế thì anh cũng lấy thêm một cuộn dây thép nữa. Vâng vâng. Thế cầu cái đấy. Đây, cái này thì chụp lại, cầm cho anh. Vâng. Anh chụp lại xong về. Lấy bút ở đây mà, ghi luôn ở dưới là để ghi nó đầy đủ ấy. Không, anh cái kia anh ghi rồi. Vâng. Cái gì anh mang vào anh ghi rồi, bây giờ chỉ là của em. Chào bác Lóng của Hà Lĩnh vậy. Chào bác chưa nhỉ? Dạ, chào bác. Bác gì nhỉ? Hả? Bác gì? Bác gì chứ? Bác Lóng. Ôi giời. No là em chào bác em rồi. Chào bác. Mới là cổng à? Mới là cổng vãi cổng nọ. Em cất lại nhá anh nhá. Ừ, em cất đi. Vâng. Anh à. Anh tưởng con này không còn rồi. Còn mà, bố mửa đi làm giống. À, con này là con ngan được mua bảo hiểm từ ngày làm nhà của ba cháu ấy các bạn. Vâng. Từ cái năm mà làm nhà các ba cháu ấy. Mấy năm rồi. Vâng, nó giống ở trên cái đống bột đá để xe anh em thợ. Xem anh em thợ trông. Có cái thước không nhỉ? Thước rồi, anh em thợ cần rồi. Ở đây đi ra đây xong mượn. Gì đấy? Hào chơ à? Hả? Nước, nước. Nước à? Tự uống rượu. Ở đấy nhắc đến nước trên này không còn một tí nước nào luôn. Vâng, em cũng đã lo nước thôi, có nước để lát nền ấy. Đây, lấy xe máy đi chở. Vâng. Đấy, hôm nay em ra lấy thước đi. Nên nó chỉ đi, mẹ là Diêu. Mẹ là Diêu. Nên nó chỉ đi. Ủa, tôi nghe tì mẹ. Thì rằng đó lúc à ba bé gà hao tận này. Máy tắm này ở trên là nó lỏ đó kìa, nên khê cháu thế đi. Ở đó ở lỏ rõ đó mà tí đi. Bảo luôn chứ cứ thở vào đâu luôn anh. Vâng vâng. Mình đo thì thở nó là không thấy. Ờ. Là góc này.
ở góc này. Cao là cao mặt bàn là 85 phân. Chiều cao từ dưới lên tính cả mình đổ bê tông rồi nhá, đổ tấm đan đấy. 85 phân. Ồ bằng đấy cả. Thế nền chẳng cao lắm à? Nhưng mà phải tính rồi chơi cái móng nhà chứ. Có cái nồi sau đó là cái bếp nữa, cái nồi nữa thì chở bên này. Ô rồi cao quá. Bỏ đan thôi. Ở đây thì bà này bố kia kìa. Đổ xong đấy thì nên tính chạy. Bà. Đó tắm em này. Đã. Nhưng mà mấy nữa đủ nền của mình lám bằng cái này à? Đúng rồi. Phải bằng cái móng nhà chứ. Bằng móng nhà bên kia là đang cao hơn đấy. Bên này là cao hơn bên này đấy. Nếu mà em theo cái này là cao hơn đấy. Cao hơn nhiều đấy. Dùng máy bán cốt nếu mà đo đây là nó sẽ cao khoảng ít nhất phải 5 phân này. Cái này thì em đang nghĩ này anh, cái này em đang không nghĩ cái này cứ để đấy vào thôi, xong rồi láng anh em láng nó vát xuống thôi, đừng đổ vuông, em mà đổ vuông thì sau này em rất khó để đồ với cả là quét nó bị bẩn. Đó có cái nền nhà sân bà. Đúng rồi, chỗ này chỗ ít nhất là sát tường thì nó đã cao phẳng với nhau rồi đúng không? Mình có kê cái gì thì sau này mình làm cái chân kia mình thêm cho nó cao lên. Chứ em mà làm cao này nó sẽ cao hơn trong nhà. Bụ trong nhà ấy. Bếp thì cho bếp nó bụi ở trong nhà. Đấy. Lần này là nếu mà xây này thì sẽ còn là chắc là vừa tính ở đây uống này gì đấy. À, đo anh cái chiều rộng là bao nhiêu, cái bếp này là vẫn cái chỗ này là mình sẽ ốp gạch nữa, ốp gạch trắng nhé. Bên ốp gạch trắng trước ở bên cạnh này. Ốp cao hai hàng thôi, để 2-3 hàng lau cho vệ sinh cho nó dễ. Em đo của anh từ đây ra tường là nó rộng bao nhiêu thôi. Hai mét mấy? Gần 3 mét à? Ở đây à, ba dê chưa? Thì có việc họ chùa gọi chỉ bảo là cái gì nó. Ừ, thế thì đổ thẳng băng ra kia, như góc kia nó bị méo, cũng chả để được cái gì. Sau này có tiền mua máy giặt thì để đây. Đấy, tính cả rồi chứ mà sau này bao giờ cao 75 thôi. Cái đấy không có các bát à, chắc là không lần là được. 75 à? 75 anh cảm giác hơi thấp ấy nhỉ. 75 thì như tính thì nó mét này. 80 đi. Em để cho anh cao 81 đi. 81 tính cả cái tấm đa, 81 là cả cái nồi cho là đấy, cái nồi là 1 mét rồi. 20 phân đúng không? Là lên 1 mét đúng không? 1 mét là nó tầm này là nhìn thấy được rồi. 80 81 xem tí em là có tí phong thủy các bác ạ. Chiều cao tiêu chuẩn từ 70 phân đến 90 phân, chiều rộng là trung bình là 60 phân. Bình thường cái mặt bàn ăn theo cái gì nhỉ? Nhân chắc học thì nó khoảng tầm 75 cm. Bếp ga nữa, để 75, anh em để 75 đi. Rộng, rộng. Không, rộng 60 thôi. Rộng 60. 60 bằng này rồi nhỉ? Rộng 60 thoải mái rồi. Rộng 60, cao 75. Cao 75 đi. Bởi vì là bảy cái mình thấy chiều cao 75 nó cũng phổ thông ấy. Từ cái bàn ăn nó thứ chiều cao là 75. 75 thì trên này bên này có nó nên xong chạo á, mình có đóng đinh vào để che được. 75 cm. Vâng. Đấy. Cao 75. Rộng 60. Chắc tí nữa anh em làm được chứ nhỉ? Chắc xây gạch làm chân chứ. Đổi máy. Tí đổ máy luôn à? Đổ máy luôn để máy luôn. Phải có chắc ở bên trong nữa. Ok. Anh em bảo mưa to quá. Nước này vẫn đủ đổ máy. Chỗ này vẫn đủ máy. Đổ lát này thôi. Thiếu mỗi lát nền thôi. Đấy thì công việc như thế thôi, chắc là anh em đổ máy thì phải đến chiều mới xong, ngày mai thì chắc mới xây được.
À, với cả lớp máy nữa. Nếu mà ý là mà bếp là mình đổi luôn nhà dài bằng tường này. Ờ, dài bằng tường này luôn cho anh. Ừ. Ừ, cái này thì em chắc là em không bảo anh em đổ tính ra đâu, ghép gót pha để đổ luôn. Thì ý là ghép gót pha đổ vào ấy. Đổ luôn. Nhưng nó mà không phải cái bếp mất này công để bê tính đá. Cái bếp này này, cái bếp này anh nói lại này, cái bếp này này thì về bắt buộc là phải mai nhờ người về đo xem cái sắt được mở hai cái bể này như thế nào, cắt hết ra. Vâng. Trong cái chỗ bàn này là mình sẽ sắt thừa sắt thiếu ấy, sắt thừa ấy. Thì mình sẽ dùng dây mình nối vào phòng để mình đổ ở trong này. Bởi cái này nó cũng đi nặng cơ mà. Đường nào ngã thì vào có nghĩa là phải lo được hết đủ những cái chính á, xong sắt thừa hay là thiếu như nào thì mình sẽ mang vào đây xong mình làm. Vậy hôm qua em bảo chú rồi, chú bảo là chú đi vừa đi làm thợ dưới Hà Nội về. Chú bảo là về thì không có công việc gì nữa, may chắc là chú ra hộ. Thì mai đầu tiên là ra thì cho ghép gót pha là cái bể nước đấy. Đo sắt trước để cắt trước. Xong còn thừa bao nhiêu thì để vào đây cho anh em làm này. Vậy. Trong nhà cũng đùa nó ngá thì mình nó vào nhau được đúng rồi. Nó vào nhau được rồi. Nghe đầu tính không làm cái chậu rửa đâu, nhưng mà thôi cứ làm đi, sau này cuộc sống nó phát triển mà. Bởi vì bên này nó cạnh nhà tắm. Cái trường hợp mà đấy thì sau này sẽ đục cái chỗ này ra xong rồi cho cái nước nó thoát ra theo cái nước nhà tắm này này. Rồi. Cái nước rửa bát ấy, nó chảy ra bên ngoài. Thế thì nó có cái trọng dựng nữa. Dạ, hay muộn hả? Có mà, mai sáng mai nó vào trọng. Cái để vô lò nó muộn. Ừ, sáng mai mang vào luôn. Sáng mai mang vào luôn. Thì lúc mình ghép cốt pha mình đặt vào luôn như thế. Ừ. Đặt trước. Ừ. Đặt không đo luôn. Thôi, đấy, vươn nắn nó rồi đúng không? Chị phò mới nhỏ. Bây giờ thì mình sẽ sang bên chú lúa xem cái sơn cửa cái nào. À, anh để cái khóa cửa ở đây cất đi chưa? Khóa cửa? Ừ. À, anh ở hôm trước rồi có hộp quả ở đây ấy. Hộp quả ở đây chắc là để đây. Anh hôm nay vừa mang một túi vào, cứ để đấy đã. Vâng. Để sang chú lúa xem như nào, không công khai tài chính nhưng mà mang để đi tặng cho bà con. Vâng. Hôm trước thì cũng có em bà chợ vào á. Đây anh hôm nay vừa chở bà ba vào. Cái khóa cửa hôm trước để đây cất chưa? Có. Cất đi rồi đúng không? Vâng. Ừ. Nhá, mai tiến hành làm nhá. Hôm nay nghỉ ngơi đi, làm nhà bao nhiêu ngày cũng mệt rồi. Qua cũng vừa đi trả công cái nhà phía dưới này các bác này. Nhà dưới nhà anh chị nữa thôi. Đấy. Sau thì người ta cũng tân gia. Nhà thì hai vợ chồng thôi. Có lúc người ta ra 2-3 người. Vợ chồng ra còn ra 2 người ta thiếu một công nữa. Thì cái đấy thì vợ chồng còn trẻ. Cái đấy thì chạm xong cũng được. Cái bếp thì nó không bị dò anh ạ. Bếp thì anh nhìn rồi. Qua hôm kia mưa anh kiểm tra không bị dột rồi. Không bị dột rồi. Đấy, vấn đề bây giờ lợp cái máy bếp này. Anh em lợp xong này cắt làm sao cho bro nó thật là khít vào. Sau đó thì mình sẽ hướng dẫn anh em làm cái phương án là chống thấm. Đấy, chống trào nước vào trong nhà. Như bình thường các bạn ạ, những kênh của anh em khác ấy, thì người ta sẽ xây cái bếp này này, cái mặt bếp này bằng cái mặt tường này, nó sẽ lui ra. Nhưng mà nhà chú Ria thì không làm thế được, bởi vì đất thì nhà cũng không có, thiếu đất. Thế nên là xây cái bếp nó lui vào trong này. Đấy là lúc cái phương án mà tính nó bị... Nhưng mà hôm qua ấy anh ạ, em đi Tân Gia nhà người khác ấy, bảo là cái thiết kế của anh thì công rất là hay. Cả cái số của em chỉ có thiết kế của anh thì xây được cái bếp lò. Đây là cả số cho anh có. Vâng. Thực ra thì như thế này, xây bếp lò mà đi giúp tất cả hộ gia đình ấy, xây thì nó đơn giản thôi, nó không có gì khó cả các bạn. Chi phí nguyên vật liệu này rồi tiền công thì nó chỉ phát sinh thêm chắc khoảng tầm 2 triệu đến 2 triệu rưỡi thôi. Nhưng mà có rất nhiều nhà, ví dụ nhé, như cái nhà chú Lúa này, nhà ba cháu của chú riêng ngày trước mà mình xây xong ấy, thì lúc đấy là ngô ấy, cách thức của bà con canh tác mà trồng ngô ấy, thì vẫn trồng cái giống ngô bản địa nó nhiều thì nó rất bị dễ mối mọt. Trường hợp mà không đun bếp, không có khói sông thì nó sẽ bị hỏng hết ngô. Như nhà chú Ria thì không trồng ngô lai từ năm nào nhỉ? Từ lúc năm anh bảo từ năm bao nhiêu nhỉ? Năm ngoái à? Hay là năm ngoái, 2023.
2023 đấy, và vừa mấy cái năm. Cái năm mà anh bảo là anh hỗ trợ tiềm giống. Đấy. Đấy, thế là từ có năm ngoái thì bắt đầu trồng cái ngô lai. Thì thứ nhất là năng suất nó cũng sẽ tốt hơn, thứ hai là về cái tỷ lệ nó bị muối mọt nó ít hơn so với cái ngô bản địa. Thì mới làm được cái bếp lò này. Trường hợp ở nhà ví dụ vẫn trồng cái giống ngô cũ, giống ngô bản địa kia thì nó cực kỳ dễ muối mọt luôn các bác, và lương thực chính thì từ hạt ngô. Rồi các bác ạ. Năm nay thì anh Long thì cũng có hỗ trợ tiệm mua giống ngô lai ấy, thì trồng thì cái hàng ngô của nó thì nó nhiều hơn cái ngô bản địa của nhà cháu ấy. Thì trồng cái ngô lai đấy thì mình có thể thu được nhiều hơn. Đấy, chỗ nào nó có cày được thì mình trồng hết. Thế Long bảo thế, thì năm nay thì cháu Diên cũng có, trong lúc cái vỏ ngô ở bên dưới đất nưa thì cháu Diên, vợ cháu Diên bóc hết đấy. Đấy, bóc hết cái vỏ ngô ở bên dưới đất nưa, còn lại thì về nhà này. Đấy, phơi mà hay nắng thì bắt đầu tém ra, tém ra này để nó không bị hỏng nữa. Đúng rồi. Đấy, bây giờ thì gắt bếp thì không cần nữa, chỉ cần phơi nắng được rồi. Đúng rồi. Còn cố gắng là tiến tới là gia đình ăn gạo chứ, còn ngô thì sử dụng để chăn nuôi hoặc là mình để sản xuất. Thì đang hướng dẫn chú Ria về cái việc mà sau khi này làm nhà xong xuôi ấy, dựng được cái khu vực cái nhà gỗ ở dưới kia để nấu cám này, để thái cỏ này, thì vợ chú Ria sẽ quay về nghề truyền thống của gia đình, đó là làm men lá và nấu rượu ngô các bác ạ. Bố mẹ vợ của chú Ria ấy, đấy, bố mẹ của Mai ấy. Như Ria cũng nói với mình là biết nấu rượu đúng không, biết làm rượu đúng vậy không? Vậy em cũng biết đấy. Vậy em hồi nhỏ chưa được gần nhau. Bây giờ cái xin điện thoại của em cũng là vợ mà. Vợ mang từ bên dưới nhà ngoại ấy, mẹ thay đổi xi rồng. Có con cái rồi phải thay đỏ. Đúng rồi. À đây, bên anh em thợ bên này chưa đắp cái mi cửa đây. Đây này. Chưa đắp cái mi ở trên cái ô thoáng này. Không chưa anh nhớ anh bảo không? Đắp nó dày ra 5 phân này. Xong nó dài ra cửa của mình 80 x 1 m. Thì dài ra 1 m xong rồi cho nó chéo xuống này, cho mưa nó không chảy vào ô cửa sổ. Vâng. Đấy, còn cửa sổ này thì sẽ mở vào trong nha các bác nhé. Cái đấy ở bên đằng sau. Bên ngoài. Bên ngoài. Bên trên ngoài. Hai cái lỗ thoáng này. Vâng. Đấy, trên hẳn một hàng gạch kia. Lên đúng bằng cái chỉ vữa ở trên ấy. Mưa nó không chạy theo cái cửa sổ vào. Không chạy theo cửa không sổ. Cửa. Với cả lúc mình khoan xong mình đóng cái dâu vào ấy, sắt ở ngoài kia mình đóng cái sắt 10 vào. Khoan một hàng cái này xong anh ở hôm trước thì có em thở vào đo ấy. Đo thì có ghi một cái tờ giấy để lại cho anh. Anh hôm đấy anh bảo rồi. Vâng. Hôm đấy anh bảo vào đo mà hôm đấy ria tiếp. Vâng. Cái mái hết hơn 100 m rồi. Vâng. Đấy, mái lợp thò ra mỗi bên là ấy đi nhá, 40 phân đi nhá. Vâng. 40 50 phân đấy. Bên này là 50 phân, bên kia là 40 phân sao? Đúng rồi. Vâng. Thì lợp anh gọi cho em đấy, anh bảo là lợp sẽ lệch về bên bếp nhiều hơn một tí để vâng. Trường hợp tránh cái mưa nó không hát vào trong cái nhà bếp đấy. Mái bếp. Vâng. Xăng còn nhỉ? Còn mà. Còn tận 4 lít ấy. 4 lít à? Vâng. 4 lít thì chắc là một con nhiều thì chắc. Nhưng bây giờ cái máy nó lại khác rồi anh ạ. Máy nó vừa đi sửa vé nó lại không ăn không tốn xăng nữa. Không tốn xăng nhé. Trước máy mới nữa. Chứ chính tân ra nhá, khi mà mua được cái máy mới này nhá là phải mang đến mấy anh thợ sửa máy để người ta căn chỉnh cho mình. Vâng. Tốn đúng không? Cũng không có kinh nghiệm. Vâng. Con máy này nó theo mình gần 4 năm rồi các bác ạ. 4 năm đấy, từ cái năm mà anh em gặp nhau là... Đầu tiên là anh em gặp nhau là cũng được các bác may mắn là được cô giấu tên ở Mỹ. Vâng. Đấy, cô cũng lâu lắm là không thấy liên lạc với Cao Nguyên Đá rồi cô nhá. Thì các cô ở nước ngoài, thế nên là cái phương thức liên lạc thì nó rất là khó. Thế nên là mình... Thở sửa cho thở có bảo hành mà. À. Nó sửa nó mà có bảo hành ấy. Đấy. Khoan tầm 3-4 lỗ ở bên nhà nó. Bắt đầu nó bảo là bảo hành hơn 1 tuổi ấy, mười mấy hôn ấy. Bây giờ nó không tốt sao nữa. Ok, rồi, bây giờ thì... Nó vạ cho có áo cho nó đấy, không bùa dai váy nữa. Dai váy nữa đúng không? Vâng, vâng. Người ta làm cái gen cho này. Vâng, vâng. À, thôi được rồi, bây giờ anh đi sang nhà chủ lúa đấy. Vâng, vâng. Nhà lo việc nhà nhé. Vâng. Hôm nay có việc gì thì cố gắng giải quyết trong ngày hôm nay cho nó xong. Vâng, anh ạ. Mai thì để mình... có nhờ chú ấy, thì mai cứ nhờ chú cắt sắt trước. Vâng. Sau đó là mai mình có khoan phá mấy tảng đá ở kia. Vâng. À đây, anh bảo cái đá bếp này đừng chuyển ra vội.
Anh đang tính sẽ làm cái bếp nó cao lên một tí. Cái này để em lớp đá em cũng suy nghĩ rồi anh cao ạ. Cao lên bằng này. Đấy, để xanh mà lửa gà nhỏ ấy. Lửa gà nhỏ ấy. Ừ, cao lên bằng này thì khi em ngồi đun ấy thì cái bếp nó sẽ cao lên này chứ không mình không phải cúi giống này đun củi lắm, mình chỉ ngồi thẳng lưng nghe thôi. Vâng. Không bị đau lưng nữa. Vâng. Đấy. Sau này xong đấy, có cái bếp lò này. Làm thịt treo của các bếp đấy. Ôi, không có tủ lạnh thì treo lên ăn được quanh năm. Cái đấy từ anh ạ. Rồi người tính cái trước á. Cái đấy thì suy nghĩ của anh trước thôi. Vợ chồng đang co làm gì có cái đấy. Nhưng cái đấy thì sẽ phải cố gắng để mình đạt được, làm được nhá. Và anh ạ. Bây giờ thì mình sẽ đi sang bên nhà chú lúa các bác. Các bác thân mến, hiện tại thì vừa nhà em Gia cao nguyên đá cũng có đi mua được một chai xăng để di chuyển vào trong nhà chú lúa. Trời ơi, bắt đầu lại mưa rồi. Thời điểm này ở trên này thì đi xóm đi bản là ngại nhất cái thời tiết này ấy. Chú lúa ơi, chào cả nhà nhé. Ừ, chào em. Bố đi đâu rồi? Bố đâu? À, vâng, chào anh nhé. Chú lúa đang làm gác à? À, ồ, buộc cái này chắc lắm đấy, nó không chạy được đâu. Đang lấy lại những cái phiên tre ngày xưa để đan cái gác. Chú chưa quét cái cửa đâu đúng không? Chưa. À, thì cháu mua xăng vào đây này, chú để đâu rồi để cháu pha lại cho nào? Pha lại ạ. Pha thêm cho nó ấy hơn, hôm trước vẫn hơi đặc. Chỗ nào ạ? Bên này à? Vâng. Dầu bóng cao cấp. Cái này thì nó không cần phải pha đâu. Pha thì dễ pha vào cái này. Hôm trước là hơi ít. Mình tưởng là chú đã quét rồi. Cũng chưa quét. Cái bếp bên này các bác này, xây xong rồi này. Đấy. Bếp 2 ngăn luôn. Đây là 1 ngăn nữa nha các bác nhé. Đấy, 2 ngăn luôn. Xây chát. Cái đằng sau thì chưa láng các bác. Vợ chú không biết làm cái đấy à chú lúa? Đó. À, vợ không biết làm cái đấy à? Không biết đan cái đấy à, vợ ấy? Vợ không biết đan. À.
Ồ, có mỗi một tay này thì làm lâu lắm. Làm lâu. Ăn cơm chưa chú? Hả? Chú ăn cơm chưa? Ăn rồi à? Vâng ạ. Em Di hôm nay không chú ạ? Ở nhà cũng đang có việc. Chú lúa cái đằng sau kia thì hôm nào mình làm nốt đấy. Vâng. Mai làm, mai là hôm nào làm. Cái quả? Không, cái đằng sau này này, cái nền đằng sau này mình chưa láng này. Chú lái nữa. Cái chỗ tét nước này mình láng nền ra đi. Được, mai mai lá. Mai làm à? Vâng. À, hôm nay là mình đan cái này xong đúng không? Vâng. Xong là mai là sẽ làm cái ngoài. Vâng. Vâng. Thế để mai chú làm nốt đi nhá. Ừ, mai làm nốt. Vâng, mai nhờ người làm nốt cho nó sạch sẽ nhà cửa. Ừ, vâng. Cái kia cháu pha vào rồi nhá. Mai chú cái lọ màu nâu nâu là... Vâng. Là chú cho cái que chú đảo đều lên xong chú quét nhá. Vâng, vâng. Hôm trước anh thợ kia có bảo chú làm không? Anh thợ á? Anh hôm trước xây bếp cho chú ấy, anh có hướng dẫn chú làm không? Có làm. Thôi được, mai cháu sẽ vào tiếp. Vâng. Anh bảo em có biết biết là cái chổi quét cái nước lên đây không? Không biết á, anh dạy nhá. Nhá, xong làm cho bố nhá. Con gái cũng làm được mà, không phải con trai đâu. Cái này con gái làm mới giỏi đấy, con trai làm không giỏi bằng đâu. Nhá, làm nhá, hộ bố nhá. Em lấy một cái rẻ đi. Lấy cái khăn đi, lấy cái khăn về lau cái này cho anh đấy. Lấy cái khăn. Ừ. Không có con gì nuôi bây giờ cũng khổ nhỉ. Chơi không nuôi đi lấy củi. Đấy anh bảo này, tí nữa mà em quét ấy, khoảng tầm 15-20 phút xong em lại phải khuấy nó lên như này nhá, đảo nó như này nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ cho cái chổi vào như thế này. Chấm vào. Đấy. Quét nó dài ra. Đây này. Quét chậm thôi. Quét nó dài ra. Đấy. Ơ, chú lúa không làm cái kia nữa à? Cái đấy nhờ vợ với nhờ em nghe làm đi. Cái gỗ này chắc là cũng ngấm nhanh thôi. Đấy. Hai bên hả? Ừ, quét hết hai bên cả đây nhá, cả trên này nữa nhá. Nói chung là cả cái cửa này mình sẽ làm hết. Đấy. Cái này đúng không? Ừ, đâu, làm thử anh xem này. Quét nhá, chỗ nào cũng phải có màu hết nhá. Ừ. Quét hết cửa này thì mình chuyển sang quét cửa kia em ạ. Vừa xinh gái vừa khéo tay nhờ, con dâu của bố lúa.
mình quét theo một chiều thôi, có là chỉ được quét như lên xuống hay thôi, đừng quét ngang. Chỗ nào mà như là những chỗ này nó khó vào thì lấy cái chổi chấm 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 xong quét quét nào xuống thì cái cửa nó mới đẹp được đấy. Em quét hết cánh cửa này xong em quay ra quét cái khung cửa này với cái cánh cửa sổ các kiểu cho bố nhá. Xe rùa xe riếc rồi, vẫn còn bên này chưa lấy về được. Này chú cho cô làm đi. À? Bảo cô làm đi, chú lên làm bên kia cho nó xong đi. Này bảo cô ra làm thôi, vừa hướng dẫn cho vợ ấy. Ồ, hay là lại sợ vợ mắng. Vâng. Hả? Đã. Cô không làm à? Có làm không? Con không làm đâu rồi. Sao lại không làm? Nó không biết làm. Cái này mà không biết làm á. Bảo cô ra đây không, chú chỉ cho cô mà. Đi đi đi, gọi vợ ra đây đi. Chú lúa chiều vợ thật đấy. Cứ nghĩ cái hôm trước mà chú đi lấy cô đi lấy cỏ mà chú không hộ về mà cô giận, cô nghĩ nó buồn cười các bác ạ. Đang có em bé à? Hả? À, đang có chửa à? Hả? À, hay là mình béo? Có em bé ở đây đúng không? Em ấy. Ừ. Đây này, anh bảo này. Cạo cái này thôi, cạo cái này cho nó rơi ra ngoài thôi. Đây này. Không cho nó dính vào cái gỗ của mình ấy. Em tên là gì? Tên là Thị Và. Ừ, Thị Và. Ừ, nhá. Thế và hộ chú lúa. Cạo cái xi măng nó không dính ở đây ra nhá. Cả chỗ này nữa này. Đấy, cả cái cửa bên kia nữa, cả cửa chính này nữa này. Đấy, cái nào, cái khung gỗ nào có xi măng để em cạo đi nhá. Cạo đi để tí ra cho bạn kia ra bạn quét sơn. Ừ, thôi hụ nhau làm nhá. Ừ, giúp chú. Nhà cửa xong hết rồi, còn những cái tiểu tiết thì nó chưa hoàn thiện đấy. Để của chú là đủ rồi nhá, cháu sẽ lấy 3 cái về để lắp cho bên nhà riêng nhá. Bàn lề số 1, số 2, số 2, số 2, số 1 đây. À, đây là đủ 2 bộ cánh cửa này. Đấy, cái 2 bộ cánh cửa sổ này mọi người này. Cửa chính là tổng cộng là có 9 cái, 4 8 này. Lấy một cái đây ra đã là 9. Ba cái này thì sẽ chuyển sang chú Ria, cũng như là cái tiền mua bản lề này sẽ cộng sang chú Ria, cũng là 40.000 luôn. Đấy. Mẹ kia đang đòi làm giúp. Ơ chú, thế chú lên đi làm ấy, cháu đi về đây. À, mai, nhưng mà mai chắc chắn phải nhờ được người làm nốt cái đằng sau này nhá. Xong rồi để cháu vào để cháu còn chia sẻ cho các bác nhá chú nhá. Ừ. Cháu đi về đây. Chú lên đi làm đi, cố gắng chú nhá. Vâng ạ. Ô, thế tay này cũng đeo găng tay luôn à? Ai chà. Cũng được găng tay luôn. Vâng. Bởi vì cái tay này của chú vẫn còn có cái khả năng nó giữ. Vâng, chú đi lên đi làm đi. À, cái gì nhở? Xong rồi bảo em bé kia ra trông cháu đi. À, ăn cơm xong ra trông em nhá. Ra trông cháu nhá. Nhớ chưa?
Con chú nó vừa đi làm về, đang ngồi ăn cơm. Cả nhà làm việc nhá, anh đi về đây. Cố gắng hộ bố nhá. Nhớ là sơn hết những cái gì bằng gỗ là sơn hết bằng cái này nhá. Ừ, thiếu để mai anh mua tiếp vào. Các bác thân mến, là ở bên nhà chú lúa này, ở bên chỗ khu vực này nó có rất nhiều cái hố sụt. Hôm nay vừa ngồi với em vừa đứng ở nhà em Dìa, trước lúc khi mình sang này, em Dìa bảo là anh ơi may quá, khi mà làm cái nhà của chú này, cái rằng cái móng này, cái móng này là xây ở trên chỗ cái tảng đá âm. Nếu như mà trước mà mình tính toán mà bảo xây lui lại thì là cái nền nó sẽ bị yếu. Ở đây có một hố, chỗ này có một hố này, thấy bảo Dìa bảo bên này có một cái nữa đấy. Cái này theo mình nghĩ chắc là con chuột nó đào lên thôi.